với giá trên 200 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ chính hãng Cartier dành cho nam. Và bây giờ Kỳ Lan sẽ gỡ cái siêu nhựa này ra để thấy được cái độ sự đẹp, sự lấp lánh từ chất liệu cao cấp của đồng hồ này. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về đồng hồ chính hãng. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một chiếc đồng hồ Cartier New Full Box chính hãng. Và hiện tại Kỳ Lân đang review là một phiên bản size L, size lớn, size to dành cho quý ông, cho nam. Với mặt đồng hồ là 39.8, size L này đủ để phù hợp cho tất cả những cổ tay của những người đàn ông. Một phiên bản demi mid giữa thép và vàng. Đây là một chiếc đồng hồ new 100% chính hãng của hãng Cartier. Như chúng ta đã biết thì hiện tại có rất nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng trên thế giới từ đất nước Thụy Sĩ như là Remoulin, Hublot, Richard, Rolex, Jacob, Patek Philippe, vân vân. Và hôm nay thì Lan trân trọng giới thiệu một thương hiệu đồng hồ chính hãng mang tên Cartier. Cartier là một trong những thương hiệu về đồng hồ, về đồ xa xỉ, và cũng có rất nhiều quý khách lại chỉ thích mỗi thương hiệu đồng hồ Cartier này thôi, đặc biệt là những bác và những quý doanh nhân. Thì đây là một trong những cái đồng hồ mà đủ điều kiện để cho tất cả những bác, những doanh nhân chọn lựa để đeo vào tay của mình, bởi vì đẹp, sang, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế và đẳng cấp. Với sự thiết kế hài hòa mix giữa hai màu thép trắng và vàng trên chiếc đồng hồ này tạo thành một điểm phối hoàn hảo và rất tinh tế. Đây, và bây giờ Kỳ Lan sẽ gỡ cái siêu nhựa này ra để thấy được cái độ sự đẹp, sự lấp lánh từ chất liệu cao cấp của đồng hồ này. Hiện tại thì phần dây thì có siêu, thì là không có lột ra, chưa có lột ra, bởi vì đây là chiếc đồng hồ new. Và ở phía sau đầy đủ thông tin của một chiếc đồng hồ chính hãng, kể cả trên phần khóa dây đeo cũng có đầy đủ thông tin của một chiếc đồng hồ chính hãng. Cái hộp thiết kế của hãng Cartier này để đựng đồng hồ cũng rất là dễ thương và xinh xắn nữa. Bên trong hộp này thì có một cuốn sổ, sổ này thì quý khách có thể đọc xem thông tin, và đi kèm là một cái thẻ chính hãng Cartier này. Và mặt trước là thương hiệu, để tên thương hiệu. Tất cả mặt sau là thông tin về chiếc đồng hồ này. Khi mà quý khách có nhu cầu về chiếc đồng hồ, những chiếc đồng hồ chính hãng này, thì Kỳ Lan sẽ gửi chi tiết sản phẩm, từng cái của từng sản phẩm đến với tất cả quý khách. Và đây là phụ kiện đi kèm theo nằm trong hộp, có cả bộ dây da cho chúng ta thay đổi. Hiện tại cũng được niêm yết trong cái túi như thế này, và hiện tại là bị new nên Kỳ Lan không có tháo ra. Khi mà chúng ta không thích đeo dây kim loại nữa thì chúng ta có thể tự thay, tháo ra và thay bộ dây da vào để cho thay đổi phong cách và thời trang. Bây giờ Kỳ Lân sẽ để thử trên tay của mình để cho tất cả quý khách hình dung được là sản phẩm này khi đeo lên tay của mình sẽ đẹp hay là như thế nào, sẽ hài hòa như thế nào và cảm thấy phù hợp với mình hay không. Nếu phù hợp, nếu đủ sang trọng, đủ đẳng cấp và đủ thượng lưu, cũng như là đủ về giá trị tinh tế của một sản phẩm cao cấp và hợp với chính mình, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để đặt sản phẩm này nhé. Hiện tại đây là chiếc đồng hồ new nên là thường sẽ được gắn sẵn dây đeo full nên rộng hơn so với tay của Kỳ Lân rất nhiều. Vì vậy tay của quý khách cũng vậy, vì mỗi tay của chúng ta là sẽ có to nhỏ khác nhau, vì vậy hãng luôn làm rộng hơn. Và khi mà quý khách đeo thì chúng ta sẽ tháo bớt mắt dây ra cho hợp với từng tay của mình. Một chiếc đồng hồ Cartier chính hãng mà đeo với một chiếc nhẫn Rolex có viên chủ đẹp nữa, thì một sự kết hợp rất đặc biệt giữa đồng hồ Cartier và nhẫn Rolex. Tương tự sẽ có bản dành cho nữ size nhỏ hơn, size M, đây là size L với kích thước mặt đồng hồ là 39.8. Vì vậy chúng ta có thể mua cặp một cái M dành cho nữ và một cái L dành cho nam để tạo thành một bộ đôi hoàn hảo, tình nhiên, ý nghĩa và kỷ niệm, giá trị về sự sang trọng, tinh tế, đầy sang trọng. Và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu chi tiết về chiếc đồng hồ Cartier chính hãng CNL dành cho nam này đến đây xin được phép kết thúc. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách bất kỳ những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu nào mà quý khách yêu cầu. Một lần nữa Kỳ Lân vô cùng biết ơn, cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.